Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Những điều khác biệt về tỏ tình giữa con trai và con gái. Tỏ tình luôn là câu chuyện lãng mạn mà bất cứ ai cũng muốn mình trở thành nhân vật chính. Tuy nhiên, không phải lúc nào kẻ đi tỉnh tò và người được tỏ tình cũng có một happy ending như trong phim Hàn. Nào, chúng mình cùng super soi những bật mí bên dưới của cả hai phe về điệp vụ mang tên tỏ tình nhé. 1. Khi cùng xem một clip tỏ tình, con gái: ước gì mình được như cô ấy. Con trai: ôi dào, sến súa. Dù trong đầu thì đang nghĩ một kịch bản tỏ tình sến súa y xì xì như nhau. 2. Lần tỏ tình trong mơ. Con gái: bữa tiệc giữa không gian tràn ngập hoa và nến lung linh, nhạc lãng mạn như phim Hàn. Con trai: cả hai cùng phượt đến một vùng núi hay bãi biển hoang vắng. Con trai quỳ gối tỏ tình. 3. Về việc con gái tỏ tình trước, con gái nghĩ: không được, như thế thì mất giá quá. Con trai: một cô gái chủ động cũng thú vị đấy chứ. 4. Lời tỏ tình vào ngày nói dối 1 tháng 4, con gái nghĩ: đó chỉ là một lời nói đùa, cậu ấy đâu có thích mình thật. Con trai nghĩ: ngày này nếu tỏ tình thật thì người ta có từ chối cũng đỡ quê. 5. Tỏ tình qua điện thoại. Con gái nghĩ: cậu ấy thật nhút nhát nhưng đáng yêu đấy chứ. Con trai: tỏ tình kiểu này cho an toàn, đỡ rung hơn gặp trực tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.